Sóc Hằng Nhật Địa xin kính chào các bác. Hôm nay em lại lên sóng tiếp tục một con máy rửa bát 60SS6. Các bác nhé. Một con có khử khuẩn bằng tia cực tím. Con này thì trong quá trình đun nước thì nó sẽ phóng tia cực tím ra để nó khử khuẩn. Mà duy nhất chỉ có model này nó có thôi. Model nào có cả. Đấy. Con máy hình thức còn rất là mới này, rất đẹp luôn. Em để số 6 nhé. Bên trong nội thất cũng sáng choang, sạch sẽ, nước nóng bỏng luôn, đang chỉ đẹp. Một con này là 6 nhé, tuổi thọ mười mấy năm rồi ạ, mà bây giờ vẫn quá ok luôn. Phải nói là hàng Nhật cực chất, cực đẹp. Cái chất liệu của nó làm tốt. Toàn bộ lưng ghép bằng inox hết. Inox thôi nhé. Thân vỏ inox hết. Rượt trong cũng bằng inox. Được trong inox hết nhé, bạn em 6 3 tay full. Con máy quá đẹp luôn, em bán 3,8 triệu nhé. Bác nào lấy bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển, chưa có được rồi. Chào các bác.